bắt đầu đánh lễ cho Phật nào. With your arms together. Bà Mẫu Vân đi đâu rồi ha? Mẫu Vân ơi. Vân. À, con đi toilet à. Rồi, chào con. Bây giờ hai bạn, hôm nay có hai bạn mới. Các bạn lắng nghe nha, lắng nghe các bạn đọc. Sau đó chúng ta sẽ bày các bạn đọc, bày các con đọc. With your arms together, chúng ta chắp tay nào, bật hết mic lên, các con bật hết mic lên cùng nhau đảnh lễ Đức Phật nào. Hết mắt lên nha, chắp tay ngồi thẳng lưng nghiêm trang, nhật thành bật mic lên giỏi. Còn ai nữa? Minh Mai Minh Uyên, bật hết mắt lên nào. Rồi, một, hai, ba, tụng. Nam mô Namo Tassa tassa Bhagavato bhagavato arahato Buddhasa. sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato Arahato arahato sammāsambuddhassa. To the Namo blessed one, the exalted one, the exalted one, the tassa following bhagavato saint light arahato one. Blessed one, the exalted one, the following sammāsambuddhassa. saint light one. The To the blessed blessed one, the exalted one, the following saint light. Con đem hết lòng thành kính one đây phần là lễ Đức Đức Phật Phật A và Di Đà Tôn đó ngài là Bồ Tát. chúng quay chân đến kia do ngài Em đứng hết mở lòng thành để kính như lần vậy. lễ Đức Phật Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật A Di Đà Tôn đó A để Đến Bồ khi Tát hằng hướng A lên Tôn vậy. cao thượng được Con chỗ đem hết ngồi lòng trong chân nhân thành chay kính do như ngài vậy do tôn ngài thờ đứng không mở thầy chỉ vậy. dạy. Con Con đem đem hết lòng thành cúng kính làm cao lần lễ lễ Đức Đức Phật Phật A Di và Đà đó Tôn về cho là ngài Phật đứng mở A hằng cúng hướng cao lên thượng vậy. được chân ngoài chân biến Con đem chia hết do lòng ngài thành tôn kính mở làm hằng lễ hướng vậy. lên Arahant cao thượng sa lu lần thay cho con giỏi lắm. Hôm nay 10 bạn Khánh Vân á. Chào Khánh Vân, con có biết tụng, con có lần nào nghe tụng cái này chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Bây giờ hồi nãy giờ nghe các bạn tụng rồi, con có nghe không? Sao còn nghe những chợ không hiểu. Nhanh à, hiểu nhanh không hiểu không? Cái này á là một câu đảnh lễ Đức Phật, giống như bên tiếng Việt á thì mình hay tụng là Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đúng không? Còn cái này là từ Pali, tiếng Pali là tiếng gốc của Đức Phật khi xưa á, ở Ấn Độ á, là đầy đủ hết tất cả các đức, các cái công đức của Đức Phật, danh hiệu của Đức Phật nè. Bảo Vân với lại Khánh Vân nghe, nghe cô bài đầu tiên nha. Nam mô, tiếng Pali mình đọc giống như là tiếng Việt vậy đó. Nam mô ha, chữ O này đọc là chữ O. Nam mô Tassa, mình lấy chữ phụ âm mình cứ đọc thôi. Tassa nha. Nam mô Tassa. Hai con mở mắt, hai con mở mắt lên. Đọc theo cô. Hậu Dân với Khánh 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 Nhân mở mắt lên đọc theo cô nè. Nam mô Nam mô Tassa, Tassa Bà Tassa Bà Bà Hà, đó là Bà Hà Gao Qua Tu. Ba Ha Ga Ba Tu Chữ vờ này đọc là chữ quờ nha. Quờ Bà Hà Gao Qua Tu. Ba Ba Tu Giỏi. Ba Ra Tu Hatu. A Ga Ra Tu Hatu. Ahar Arahatu Giỏi. Samma 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 Sambuddhassa. Giỏi, Samma Sambuddhassa giờ đọc lần nữa nha. Nam mô Tassa. Mô Tassa Bhagavato. Bhagavato
Arahato Arahato Sama Sama Sambuddhasa. Sambuddhasa. Giỏi. Khánh Vân con đọc lại một mình được không? Dạ được. Ừ. Nam mô Tassa Giỏi. Bhagavato Arahato Đúng rồi. Sama Ừ. Sama Sambuddhasa. Giỏi, chữ vờ con nhớ đọc chữ vờ nha. Bảo Vân con đọc lại con nghe nào. Nam mô Ừ, Tassa giỏi. Giỏi. Bara Wato, Wato. Vờ đọc là vờ. Wato. Batu Giỏi. Sam Ara. Ala Tu Arahato. Ala Tu Giỏi. Sama Sambu Sama Dasa. Rồi giỏi. Hai bạn mới học mà đọc giỏi lắm. Còn tiếng Anh lớp sau cô sẽ dạy nha. Tiếp tục. Chúng ta cùng nhau. Đây là cái trang chúng ta cùng nhau học, cùng nhau cười này. Smiling at first Smiling sight. Chúng ta cùng nói, cùng cười nè. at May first you sight. happy. May May you you be be happy. happy. May you be happy. May we be You'll happy. Rồi be cười nào. Hình như Minh Mai thích cái này ấy, Minh Mai ha. Rồi cùng có nhau. hai cái răng à. Hãy rằng nhai sẽ được. Giờ ai giơ tay đọc cho cô cái này nào? Con Thành Vân Ờ giỏi. Dạ con. chào cô rất là bài chúng con tạp tiều xin đảnh lễ ngài, chúng con nhỏ dài mong ngài từ bi chỉ dạy chúng con trường dưỡng đạo tâm, tu tập thương yêu, xả bỏ ích kỷ, làm người cao thượng, hiểu rõ đạo lý, sống đời hiền lương, tròn nghĩa đời thương, truyền ngài ăn vui, sống trong chánh pháp, lửa tuệ sáng soi, chúng con noi theo. À, giỏi lắm. Rồi Rồi em. À Bảo Vân à. Rồi mời Bảo Vân. em thưa cô Lan, chúng con cả điều xin đảnh lễ ngay, chúng con nhỏ dài mong ngay tu bi chỉ dạy chúng con trường dưỡng đạo tâm, tu tập thương yêu, xả bỏ ích kỷ, làm người cao thượng, hiểu rõ đạo lý, sống đời thiên lương, tròn nghĩa đời thương, nguyện an vui, sống trong chấp pháp, lửa tuệ sáng soi, chúng con nuôi theo. Hai bạn đọc giỏi lắm, rất là ngoan luôn. Hai bạn mới mà tinh thần ổng xung phong rất tốt. Hồi nãy thấy thấy ai giơ tay ta? Minh Nguyên mời con. À, Tuyết Trâm cũng muốn đọc đúng không? Chúng con các tiểu xin đảnh những ngài, chúng con nhỏ dạ mau ngài chị đi chỉ dạy chúng con trưởng dưỡng đạo tâm, tu tập thương yêu, xả bỏ ích kỷ, làm người cao thượng, hiểu rõ đạo lý, sống đời hiền lương, chọn nghĩa đời thường, nguyện ngài an vui, sống trong chánh pháp, lửa tuệ sáng soi, chúng con noi theo. Nam mô Bụt Đa Da. Giỏi lắm. Ừ. Bạn Minh Uyên có đọc respected respected respect to teachers. Bạn Bảo Vân với bạn
Bạn bạn Khánh Vân phải vừa đọc là đọc câu trên và câu dưới này nha. Nam mô Bố Đà Dạ ha. Nam mô Bố Đà Dạ. Rồi, hai gia thánh. Ồ, Nguyễn Hoàng hả? Rồi mời Nguyễn Hoàng. Hoàng. Respectful teacher, chúng con các tiểu xin đảnh lễ ngài, chúng con nhỏ dạy mong ngài từ bi chỉ dạy chúng con tu tập lỏng chứng dưỡng đạo tâm, tu tập thương yêu xa bỏ ích kỷ, làm người cao thượng hiểu rõ đạo lý, sống đời lương chọn nghĩa đời thường, những ngày ăn vui sống trong chánh pháp, vui lụa tài sinh sống, chúng con nghe theo mình một bút tay già xin hết. Vâng, giỏi lắm. Đây, mời bạn Tuyết Trâm. Nãy giờ Tuyết Trâm giơ tay nè. Chúng con các tiểu xin đảnh lễ ngài, chúng con nhỏ dạy mong ngài từ bi chỉ dạy chúng con chủ dưỡng đạo tâm, tu tập thương yêu xả bỏ ích kỷ, làm người cao thượng hiểu rõ đạo lý, sống đời hiền lương chọn nghĩa đời thường, nguyện ngài an vui sống trong chánh pháp, lửa tuệ sáng soi chúng con nghe tin. Nam mô Bố Thầy. Giỏi, con đọc cái tựa đề cho con nghe nào. Respect to teachers. Respect to Respect to teachers. teacher. Respect Respect, to respect, 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 respect. Có chữ sờ nữa không? Respect. Respect to Đúng teacher. rồi. Giỏi. Giờ cô hỏi các con nha, cô đố các con luôn, tất cả các con luôn. Cái câu mà tu tập thương yêu, xả bỏ ích kỷ thì có nghĩa như thế nào ha? Có nghĩa như thế nào ha? Ai biết, có ai biết giờ ta lên nói với con nghe nào. Nói cho cô và các bạn nghe nào. Tu tập thương yêu, xả bỏ ích kỷ. Nhật Thành á, Nhật Thành ơi. Mày con tu tập thân yêu xả bỏ kỹ là sao ha? Thường cô là tu tập thương yêu là mình thương mọi người à. À, thương ai nào? Con kể là thương ai nào? Xả bỏ ích kỷ là Con thương cha mẹ ha, con thương ông bà, thương thầy cô, thương anh chị em, thương bạn bè. Xả bỏ kỹ là sao? Là mình không có đánh em nè, không có giận em nè, không la mắng em nè. Mình có đồ chơi mình chia sẻ cho bạn bè nè, đúng không? Giỏi lắm. Bảo Vân thương em, thương em đúng không? Thương yêu mà sao bỏ ích kỷ nè. Để bây giờ cô qua bài mới, trang mới. Hồi nãy là respect to teacher, rồi bây giờ cũng là respect to teachers, đúng không? Có nghĩa là đảnh lễ chư tăng. Teacher này là giáo viên, là cô giáo, là thầy giáo, đúng không? Thì trong cái này gọi là đảnh lễ chư tăng. Hay giơ tay đọc cho cô này không? À, mời bạn Nhật Thanh. Today I repeat to teachers, đảnh lễ chư tăng. Today I promise and I'm committed to. Hôm nay con xin hứa và cam kết. I will control my body and body size. Con sẽ kiểm soát hành động và các ý tưởng xấu. Giỏi lắm. Cái bạn Bảo Vân với lại thằng Khánh Vân nghe nha, lắng nghe nha. À, mời bạn Minh Nguyên. Respect to teachers, đảnh lễ chư tăng. Today I promise and I'm committed to. Hôm nay con xin hứa và cam kết. I will control my body and body desires. Con sẽ kiểm soát hành động và các ý tưởng xấu. I'm not worrying, looking backwards and playing computer games. Con không chỉ thế,
không có những lời câu ca là hơn chơi trò chơi điện tử. Giỏi lắm. Bạn tiếp theo. Hay tại Minh Mai. Nay Minh Mai giỏi ta. Minh Will Mai. honor my parents and teachers who helped me and teach me goodness. Con luôn tôn trọng cha mẹ và thầy cô đã giúp đỡ và dạy dỗ con, cho con trở thành con người tốt. Tiếp tục. Hai đứa giơ tay vô xem nào. Con thành vân. À, giỏi vậy. Rồi mời con. Đọc Con đọc từ trên nhé, từ trên xuống. Con được 1 phút nào. control my body and bus. This Desires, desires. desirable. À. Con có kiểm soát hành động và cả ý tưởng xấu. Rồi, cô bày lại, con đọc đúng hơn nha. Con đọc gần đúng rồi đó. I will control. Control cái lưỡi L phía sau cái lưỡi con đá này. Control my body and bad desires. Desires. Desire là con cong lưỡi lên. Có chữ S đằng sau là Z. Ha. Con đọc lại câu đó cô nghe. I will conquer my body and bodies. Desires. Desires. Giỏi, giỏi, giỏi. Con farm đúng rồi đó. Ừ. Giỏi lắm. Bây giờ đọc thêm câu nữa không? Thêm một câu nữa hả? Not showing Swearing. Swearing. swearing, speaking bad words and playing computer Giỏi. Ừ. Chữ bad này nè. Con đừng có bỏ s vô nha. Bad. Bad. Đừng có bỏ s nha. Rồi giỏi lắm. Nó phát âm tốt đấy. Hồi nãy thấy Nguyễn Hoàng giơ tay đúng không con? Rồi con đọc hết luôn cho cô đi. games. I expect Today I promise and I'm committed to. Hôm nay con xin hứa và cam kết. I will control my body and bad desires. Con sẽ kiểm soát hành động và các ý tưởng xấu. I am not swearing, speaking bad words and playing computer games. Con không chửi thề, không nói những lời xấu xa và không chơi trò chơi điện tử. I will honor my parents and teachers who helped me and teach me goodness. Con luôn tôn trọng cha mẹ và thầy cô đã giúp đỡ và dạy dỗ cho con trở thành con người tốt. I will strive to be a better person every day for my better future. Con cố gắng nỗ lực thay đổi để thành người tốt mỗi ngày để cho tương lai tốt của con. Con xin hát. Good, good job. Giỏi lắm con. Well done, well done. Tiếp Trâm ơi. Tiếp Trâm đâu rồi? Mời con đọc 2 câu cuối nha. 2 câu cuối này, 2 câu cuối cùng á. I Honor, honor. À, chữ H. À. honor my Parents, body parents, có chữ S được không? Parents, à. parents and teacher who helped me Teach teach me me goodness, goodness, Goodness. 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 Đúng rồi. I will honor my parents and teachers who helped me and teach me goodness. Ok. Rồi tiếp tục câu thứ hai. Will Strive. try to Strive. be a To better. be better. Better Person. version every day, Every day, very every day,
con đọc mà không không cần phải every mà là con đọc every thôi, không đọc every nha, every day. Every day Giỏi. while my picture Future, future future. Giỏi giỏi. Giỏi lắm. Rồi. Con Bảo Vân. Bảo Vân ơi, con đọc tiếng Anh được không? có gì vậy, tôi cũng mới đọc một thư của Ừ, từ nào con đọc được thì con đọc, từ nào không đọc được cô vậy con. ai Ai mô đọc câu nào today, giờ đọc con đọc cái câu mà today. Today I promise, promise đúng rồi, and and I'm committed I'm to. Giỏi đấy, con cũng biết đọc đấy. Rồi tiếp tục con. Will control will control body, to my body body and and that bad. that Giỏi. Desires. Desires. desires Rồi, đọc lại một câu đó cho con nghe. I will control control my body body and and that bad desires. 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 Bây giờ cô đố các con nha. Cô đố các con. Swearing là gì? Ai biết trả lời nào? Swearing. Câu thứ hai, swearing. Chửi thề. Chữ thề. Giỏi. Đúng các con, đúng không? Ừ. Còn trò chơi điện tử tiếng Anh là gì? Trò Games. chơi điện tử. Computer Quá. games. À, đúng rồi đó, mở mic lên hết ai mà biết đó thì cứ nói cùng lúc vậy luôn. À, giỏi lắm. À, còn gì nữa ta, thế nào nữa? À, những lời xấu xa. Lời xấu xa cái này thế nào đâu? Lời xấu xa tiếng Anh là gì? Bad Good job. Password rồi. Tiếp tục. Chúng ta chơi trò chơi tiếp tục. Tôn trọng. Tôn trọng. Ở mức thích lên ai biết thì nói luôn nha. Tôn honor, trọng. Ai nữa, ai nữa, ai nữa. honor, honor. Giỏi. Giỏi. Chào các bạn nói chuyện. Nói chuẩn quá. Honor. Mà phát âm rất là chuẩn nữa. Bảo Vân với lại Khánh Vân nhìn cái chữ honor rồi nha. Chữ hờ, chữ o rồi này. Rồi mình bỏ chữ hờ đi, mình đọc là honor, là tôn trọng. Tiếp tục. Chữ cha mẹ. Cha mẹ là đâu? Parents. Quá nhầm. Nhật Thành quá nhầm. Tuy Trâm ơi, con nhìn đâu vậy? Nãy giờ cô đố con này. Cô đố con nha. Nỗ lực tiếng Anh là gì? Nỗ lực tiếng Anh là gì? Cố Strike. cố gắng. Strive. Đúng không con? Ừ. Tương lai tốt. Tương lai tốt. Tương lai tốt hơn. Better Better future. Future. Rồi, good job. Well done các con. Đây là phần phần gì đây? sinh phong mô Rồi cô mời một bạn giơ tay nào. Mời bạn Nhật Thành.
Bảo Vân ơi, Bảo Vân Khánh Quá Vân là lắng nghe không? bạn Nhật Thành đọc nha. Đọc đọc hết luôn con. Ông cả sa a hang ban te ti sa ra na sa ti ban cha si lang da mang ya cha mi a nu ka hang ka ta si lang de ta me ban te permit me variable so I request the five precepts together with the three four refuge out compassion venerable sir please grant me the five precepts. Kính bạch chư đại đức tăng, xin quý ngài từ bi cho con được thọ tam quy và năm giới nơi tam bảo. Well Ok, học bên quê đó. done. Giỏi lắm. Cho tôi học chữ được hay không? Nè ông đi Rồi. đọc. Ai Tôi giơ đọc. tay nữa hen? Chúng tôi Ai sẽ giơ tay đọc lại cho con nè. đọc. Ai giơ tay tiếp? À, mời bạn Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng ơi, con đọc chậm chậm thôi. Cô biết là con biết đọc này rồi, nhưng mà con đọc chậm để các bạn mới học á nghe được và bắt chước đọc theo nha. Thầy xin phong là ông ca sa mà tề khi sa ra này là đặt đền làm cho suy ra làm mang với trẻ mình à nó rằng ta ta suy ra người thật vì bàn tay và mít mình tên là bồ sơ I request the five precepts together with the three four refill out compassion when the bồ sơ please grant me the five precepts. Kính bạch chư đại đức tăng xin quý ngài từ bi cho con được thọ tam quy và năm giới này tam bảo. Được nữa. Học Ăn học sáng. và giảm cái nắng. À, giờ mời bạn Minh Uyên đọc phần Pali, đọc từng từ thôi. Sau đó mời bạn Khánh Vân đọc theo ha. Khánh Vân đọc theo. Ok. Minh Requesting from you là Khánh Vân mở mic ra đọc theo bạn Minh Uyên nha. Okasa. Okasa. Aha. Aha. Bante. Ban tê. Ban tê. Bante. Isara Isara nên nên nè. sao không biết gia đình ban cha si lăng Pans đa mang gia trà mi Gacha mi anu đà hăng Amo Han gà tòa Katra ti lam Silam đề thà đề thà Data đề thà mẹ mê chữ Mê e đọc là chữ e đúng rồi bàn tờ Bàn giỏi lắm nhờ bạn Nhật Thành đọc từng từ tiếng Anh cho bạn Bảo Vân đọc theo nha. Permit me. Permit me. Permit me. Venerable sir. Venerable sir. Venerable sir. I request. I request. The five precepts. The five precepts. Together. Together. Tiết cho buồn ngủ hả con? With the with the threefold refuge. With threefold. Threefold. Refuge. Present. Hour of. Hour of. Compassion. Compassion. Venerable sir. Venerable sir. Lee, Blaine, grant me Wesley. The five precepts. The five reasons.
Giỏi lắm. Hai con đọc rất là giỏi luôn. Bảo Vân với Khánh Vân cô khen nha. Cái con mới đọc mà đọc rộng mà giọng rất là chuẩn. Vậy Tuyết Trâm ơi, nãy giờ con cười quá trời cười luôn. Tuyết Trâm ơi, cô nghe hết con nói rồi. Con buồn ngủ mà. Mời con đọc bài. Mời con đọc bài. Đọc cái nào cơ? Hết luôn. Tao không biết đọc Các tiếng Anh. bạn, nếu không đọc tiếng Anh cô sẽ bày con. Ở xa ở mình ta đi xa Đi xa, đi xa sao? đi xa đây mà Ra nè nè. đi xa là mình Sát tên. dạ đi bằng cho xí lầm và thân má dạ Đam cha mì măng. ừ dạ Anugahan. và đi làm đề tài Toa, đúng rồi. mì lên đề Giỏi. nó Giờ ăn cứu tiếng Anh. Có ai cứu con hả? Bây giờ bây giờ, ôi trà Khánh Vân bốn vị học luôn. Bây giờ mời bạn bạn nào có thể giúp Tuyết Trâm đọc tiếng Anh ha. Minh Uyên, mời con. Minh Uyên đọc tiếng Anh, sau đó Tuyết Trâm đọc theo nha. Dạ. Permit. Permit me. Venerable sir, Venerable sir. I Ariel. the firing steps The together together with the tree with the tree before threefold refuge before. response Out of compassion. of compassion Venerable sir, Venerable sir please grant me Please bring me the firing steps. the fire set. Good job. Giỏi lắm. Cảm ơn hai con. Tiếp tục. Cái này á, cho con lưu ý nè. Các con mới học lưu ý nè. Cái này là giống như cái hồi nãy vậy đó. Nó rất là dễ luôn. Nhưng mà có cái chữ do the zombie là lần thứ nhì. Mình quy y Tam Bảo lần thứ nhất, lần thứ nhì và lần thứ ba. Ha. Đây là lần thứ nhì. Mình đọc y chang vậy đó. Mình chỉ có khác ba chữ đó thôi. Mời một bạn giơ tay. Ai giơ tay nào? Cơn thành viên Giỏi lắm. Mời Đô con. Chỉ giám bì Osaka Cô cả. Okata Aham Nè, bây giờ này. Con chữ M mà có dấu nặng ở dưới á, là con đọc chữ N nha. A hăng nha, không có đọc A hăng mà á ngờ ăn hờ ăn hăng A hăng ha. Hằng Rồi. bờ hà hàm chi Ban chi tê, ban tạ tê. Ban chi tê. băng tê chi sa ran ra Nena. di a nê na Sát đêm, sát sa đêm. Đúng rồi. hi ban ca si la lòng Đúng rồi, con thêm
một gợi ý nữa là chữ C này đọc là chữ chờ nha. Panchasilam. Panchasilam. Đúng rồi. Dhammang. Dam dam the 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 Dhammang. 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 Đúng rồi. Sa. Dạ chà mi. Dạ chà mi. Ang nu ga hang. Giỏi. Ka cắt và giỏi. Lăng. Giỏi. Đi cha mà mê 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 bi hang han chi ban tê ban tê mê ban tê bi ban tê. Giỏi. Con đọc tiếng Anh luôn được không? Ừ. Khánh Vân ơi, con đọc tiếng Anh luôn được không? Cháu đọc mấy từ cháu không thuộc. À, vậy thì nghe các bạn đọc rồi, con nghe quen dần rồi đọc nha. Mời Minh Mai. Minh Mai đọc hết giùm cô nào. Yêu thì em bị ở cả xa ở hàng bàn tờ tư xa ra nụ nà xa đêm bàn cha xí lăng đà mang gia trà mi hà nụ gà hàng cơ to xí lăng đà tha mi bàn tờ for the second time permit me venerable sir I request the fiery step together with the threefold refuge out of compassion venerable sir please grant me the fiery step. Kính bạch chư đại đức tăng xin quý ngài từ bi cho con được thọ tam quy và năm giới nơi tam bảo lần thứ nhì. Quá giỏi. Rồi, các con nghe nha. Lần thứ ba, đây lần thứ ba cũng giống y vậy đó. Và mình thay cái chữ tát đi dầm bì rồi ha. Lần thứ ba. Mời một bạn. Ừ, bạn Minh Châu đi đâu rồi hả? Bạn Minh Châu ào ra rồi. Hãy giơ tay nào. Giờ ta đọc lần thứ ba nào. Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng đọc giùm con đi. Sa ti làm bấy ở từ xa á, mình tây phía xa này na xa ti mình cho xí lần. Tam hoa miết chẳng mây hà nụ hàng cọp cho xí lần để tam hoa tam tê. Còn là chất trang và miết mây. Venerable sir, I request the practice of together with the tree for the few arts and options. Venerable sir, please send me the five pieces. Xin mời cái đạo đức tăng cho quý ngài từ đây cho con được thọ tam quy và năm giới nơi tam bảo lần thứ ba. Xin chào năm. Mô Phật. Sa tu. Con là Khánh Vân. Rồi, mời bạn Tuyết Trâm. Tuyết Trâm đọc giúp cô cái này nào. Sa sa ban ma lập cha mây tam mang sa ra mây lập cha mây tam hành sa ra lập cha mây từ đầu phút ta I go for a few. To a dhamma, I go for a few. To the sangha, I go for a few. Con đem hết lòng kính xin quy y pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp. Ở Phật trước. Phật trước. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Rồi, giỏi lắm. Anh Nhật Thành ơi, Nhật Thành đâu rồi ha? Nhật Thành đâu rồi? Nhật Thành cô đi đâu rồi?
Phạm Vân đâu ha? Con thành Vân. Con xin Vân nghe nghe đọc nãy giờ không? Có. Vậy bây giờ nghe bạn Bảo Vân đọc thử rồi rồi con đọc sau nha. Bảo Vân ơi, con biết đọc cái này không? Để cô bày con đọc nha. Bồn trăm, bồn trăm, Bụi tắm sa đà nẵng, sân gạch cha mi, nắng trăm măng, sa đà nẵng, sân gạch cha mi, nắng gạch cha mi, bụi sân hăng, tắm sa đà nẵng, sân gạch cha mi. À, con thấy ba chỉ có ba từ này là nó khác nhau thôi, còn lại nó giống nhau hơn. Rồi. À, mời con Khánh Vân. Khánh Vân đọc lại ba câu đó đi. Ba mua ra hạ tầng mua ra hạ tầng Sa sa ra năng sa ra sa măng ra ra năng trong sa ra năng chữ N không? sa ra năng Gạch cha và mi cha mi ra ra măng đàm măng măng đúng rồi ra măng sa ra sa năng ra năng ra ra cha mi đúng rồi sang sam sập sam hăng tam tam sập hăng hăng sa năng sa sang gạch cha sa ra mi măng ra cha mi giỏi giỏi lắm. Giờ con đọc con Khánh Vân ơi, con đọc tiếng Anh luôn được không? chú do Buddha ái cầu Phật có refill review chú do hạ Dhamma Dhamma ái cầu Phật refill review chú do sang hạ hạ ái Sangha sang ga ái cầu chú ái cầu Phật you refute. Rồi giỏi lắm. Nãy giờ là các con ha. Bây giờ cô sẽ dạy bài tiếp theo là ngữ các con lưỡi trần ấy, bài mới. Các bạn nghe một lần nha, rồi đọc lại cái bốn, đọc lại bốn câu mà hồi bữa mình đọc rồi ha. Rồi, ai giơ tay đọc lại cho con ạ? À, cái bài hôm bữa mình đọc á. Ai Ai giơ tay nào? Giơ tay đọc cô sữa. Bỉ Hoàng đọc được không con? Bỉ Hoàng đọc được không? bị tiêu vì và chẳng tôi
sa ba rong rong vì là đó mà giỏi lắm. Giờ giờ con xí nha. Rồi hai câu này thôi, mời bạn khác. Minh Mai. Sa bi ti yo vi va chan tu sa ba ro vo vi na sa tu may all disease by averted may every disease by destroyed. Giỏi. Mời Tiết Trâm. Tiết Trâm. Tiết Trâm mời. Con đọc lên cho cô nha. Rồi mời bạn Linh ơi đâu rồi. Sabitio vi quan chân tu Savarogo vina sato. Giỏi lắm Nhật Thành ơi. Mời con Nhật Thành ơi. Nhật Thành. Con bỏ cái mic, con bỏ cái loa đi đâu rồi? Mời bạn Nhật Thành. Em là từng nghĩ ngang qua đó chứ mà chưa vô. Tiếp tục nè. Mahate bhavat pantarayo sukhe deng khayong koam bhavat asam phiente yo vivate bhavat. Rồi cái này Nhật Thành có nghe không con? Con đọc được cái này không? Rồi bây giờ cô bày con nha. Con nghe lại nè. Cái hai chữ hai câu đầu này con đọc được chưa? Nhật Thành ơi, con đâu rồi? Con mở mic lên nói chuyện với con nào. Như bạn ấy không nghe. Chị khúc thứ hai này mời mời Nguyễn và mặt cho cô đi. Ma tay và văn phát văn ta rayo tu đi đi ai đi coi đi coi đi con đi con bà ha bà ba quá trẻ giỏi giỏi lắm. Mời bạn Minh Uyên. Minh Yên đâu rồi? Ta ta ba wa quan ta ra yo su khi đi ya yu ko ba wa lắm. Tuyết Trâm lâu rồi. Ma tiên Ma tê ba và văn tà ra yô tu kỳ tinh a yô cô ba và. Rồi tiếp tục. Giỏi lắm các con. Đây là bài cũ. Chúng ta học thêm hai câu mới nữa nè. Yawa ke deng kha yong ko am pha wa am pe wa ta na se
18 tuổi và những thanh niên nghiêm túc. Nào chúng mình cùng bắt đầu xem bộ phim ngay thôi nào. Cô nào có ghi ai xem phim, phim đấy? Công ty đồ chơi nhiều ít người biết đến tại đang học mà ai xem phim đấy? Mình Uyên hả? Đóng vai cơ hội phụ nữ quyến rũ hơn mình. Mình Uyên ơi. Ăn mặc ở hang thật sự rẻ tiền. Ánh mắt của cô Mình Uyên là kia thật sự rất kinh bỉ. Tất nhiên Bohi nhận được cuộc gọi của bộ trưởng. Bên Mai ơi kêu khiến Mình Uyên tắt mất. Cái con tập trung vào học nha. Đừng giờ học giờ xem phim nha. Mời Minh Mai. Nãy giờ Minh Mai có nghe nè em con. Minh Mai ơi, đọc cho cô cái này đi. Abiwa Dana Abiwa Dana Silisa Nijam Buddha Bajayino For one of respectful nature who constantly honor the worthy. Good job, giỏi lắm. Tiếp theo bạn Minh Uyên. Minh Uyên đọc cho cô nào. Cô Minh Uyên ngủ rồi ta. Minh Uyên làm gì Minh Mai? Bạn đứng rồi. Nhật Thành ơi. Cô Nhật Thành cũng đi đâu rồi hen? Mời Tuyết Trâm. Con cần nghe lại không? Ông cô âm hào và âm phê và ta na sĩ rê sơ nê chàng vôn thà bà chà yê nô. Rồi, con đọc đi con. Abiwa Dana Silisa Nicham Udaha Rodaham Bakay Inmo Chayu. Giỏi. Mời Nguyễn ngồi. Abiwa Dana Silisa Nicham Udaham Dana Hey, no. Giỏi. Mời Khánh Vân. Khánh Vân ơi. A Di Đà Đà Na Si Ni Sa Linh Trắng. Linh Trắng. Vũ Ha 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 giỏi oh, à không cần đọc tiếng Anh nữa con đọc tiếng nhà ta lên trước. Bảo Vân đâu rồi hè? Bảo Vân đâu rồi con? Mà con đọc này, con đọc này được không? Một vài con này Abhiwadana. Con mở mic lên. Wadana. Wadana. Silisa. Silisa. Nichang. Nichang. Vu. Vu.
The Hapa. The Hapa. Kajino. Kajino. Ừ, giỏi lắm con. Còn thả bài chân thả rôn thả mạ Vạn thân tế ayu văn nô sô kháng Bà răng Mạ vạn thân vạn thả mạ rôn thả Chân thả rôn thả mạ Vạn thân tế ayu văn nô sô kháng Chân thả rôn thả mạ Vạn thân tế ayu văn nô sô kháng Con nghe cọ mình nghe rõ không? Chân tế ayu văn nô Thân tế ayu ma văn thân tế ayu văn nô sô kháng Bà ra ayê nô chân ta rôn tha ma văn thân tế ayu văn nô sô kháng Bà ra Rồi, cái chữ đờ hờ các con, đờ hờ mình có thể đọc hai cách là dhamma hoặc là đọc là thamma, đờ hờ có thể là lập chữ thờ nha. Rồi, mời bạn ai giơ tay vậy? Nãy Nguyễn Hoàng, mời con, hỏi lắm. Nguyễn Hoàng đâu rồi? Dhamma vát thân tì a yo văn nô su kham ba lam ba lăng ba lăng su kham ba lăng giỏi lắm. Mời bạn Minh Uyên. Minh Uyên. Nên đi nào con. Nên đi nào rồi. Mời bạn Minh Mai đi. Minh Mai đọc con. Minh Mai. Ô hôm nay không, hôm nay nhiều bạn không tập trung nhỉ. Minh Mai đâu rồi? Dạ. Tuyết Trâm đọc con. Minh Mai. Dạ ta ro. Rồi Minh Mai đọc trước, Tuyết Trâm đọc sau. Dạ ta ro. Đây nữa. Trâm ma. Dhamma Dhamma Quan ti Quan thân ti Quan thân ti Quan thân ti Ayu văn nô Sù khăn ba lăng Trông vào nghe. Rồi Tuyết Trâm. Chattaro Dhamma Vahanti A Ayu Vanu Ayu Vanu No Sukham Malang Malang giỏi. Tiếp tục. Ai giơ tay nào? Minh Uyên đọc được chưa? Không khánh phân hả? Dạ ta rô đà ma Hòa đàn tì A yu quan nô Sù khăn ba lần. Đấy lắm. Rồi mời khánh phân đọc nào.
Mời con Khánh Vân. Chataro. Cờ đọc và chờ nha. Chataro. Chataro. Giang Tham. Má. Và. À, chờ Hành Tí. Hành Tí. Và Hành Tí. Ê dư. Và anh nó. Cô. Sư Khang. Sư Khang. Khang. Lăng. Ba lăng, ba lăng. Nào nhỏ anh. Bảo Vân ơi. Con nạp theo cô nè. Con nạp theo cô nè. Chataro. Chataro. Dhamma. Dhamma. Vajahanti. 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 Ayu. Ayu. Banu. Banu. Sukhang. Sukhang. Palang. Palang. Nhật Thanh ơi. Nhật Thanh cô đâu rồi hả? Nhật Thanh đâu rồi? Nhật Thanh đi đâu rồi? Biết chấm ơi. Đấy, mời con nào. Cắt ta rồi. Đâm mà là hẳn tì. Ai dù văn ngộ sụt khăn mang. Rồi, giỏi lắm. Hôm nay các con học thế nào? Ngày mai các con có đi học không? Chủ nhật có được nghỉ không? Có à. À. Minh Uyên hồi nào con thi á? Con thi học sinh giỏi á. Con cũng mấy nữa. Ừ. Bây giờ cô chưa. Cô cần không biết nữa. Sao cô nói với con? Vậy hả? Ừ. Khánh Vân con học lớp mấy rồi ha? Khánh Vân con học lớp mấy rồi? Con 10 tuổi học lớp mấy? Lớp 4 hả? Lớp 4 hay lớp 5? Lớp 5 rồi hả? Mà các con cố gắng học nha. Cố gắng học giỏi nha. Bây giờ chúng ta kết thúc bài học hôm nay. Và chúng ta sẽ làm gì? Làm gì các con? Sẽ hồi hướng. Sau một buổi học chúng ta sẽ hồi hướng nha. Hồi hướng đọc. Các bạn mở mắt lên. Mở mắt lên hết nha. Giơ tay lên đọc nào. Mình mới lên hết, chấp tay lên đọc nào. Con xin hồi hướng nhận phước mẫu và con tu tập chánh pháp cho cha mẹ được sống lâu mạnh khỏe. Con xin hướng an lợi ngoan ngoãn siêng năng học tập chăm chỉ làm việc. Nam mô Bố Đa Gia. Làm việc. Rồi, Nam mô Phật. Chúc các con sức khỏe, vui vẻ cuối tuần nha. Nam Phật chào các con. Chào các con, chào Khánh Vân, chào Bảo Vân. Tuần sau vô học nữa con nha. Chào cô. Chào cô. Chào cô thưa sư cô. Chào cô bé xíu. Bye.